Xin chào anh chị nhà đầu tư. Hoàng Anh Gia Lai là một trong những doanh nghiệp lâu đời trên thị trường chứng khoán Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Bầu Đức. Trong 9 tháng đầu năm 2022 thì Hoàng Anh Gia Lai đã cung cấp ra thị trường rất nhiều các sản phẩm liên quan đến thịt heo ăn chuối rất nổi đình nổi đám, được người tiêu dùng đón nhận rất là nồng nhiệt. Đồng thời với đó, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thì cũng được nhà đầu tư rất quan tâm trên thị trường. Bởi vậy cũng nhiều nhà đầu tư thắc mắc hỏi chúng tôi rằng Hoàng Anh Gia Lai có thực sự có cái kết quả kinh doanh từ heo, từ chuối rất tốt như thế hay không? Thì hôm nay chúng tôi sẽ trả lời cái câu chuyện đó. Trước khi trả lời thì chúng tôi lưu ý đến quý vị là chúng tôi cung cấp thông tin thực sự có ở trên báo cáo tài chính của chính Hoàng Anh Gia Lai, và chúng tôi không nhằm mục đích khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu này. Trước tiên, đánh giá về doanh thu của công ty này thì tăng khoảng hơn 150%, từ 1.364 tỷ lên 3.471 tỷ trong 9 tháng đầu năm. Và giá vốn hàng bán cũng tăng tương tự, từ đó lợi nhuận gộp của công ty đạt 746 tỷ, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty là 400 tỷ, cùng kỳ năm trước là 600 tỷ. Và cái chi phí tài chính của công ty 9 tháng đầu năm rất lớn, 1.227 tỷ. Đúng không ạ? Như vậy có thể thấy rằng lợi nhuận gộp cộng với doanh thu tài chính là lên đến 1.146 tỷ, thì chi phí tài chính lại lên đến 1.227 tỷ. Như vậy là âm khoảng 80 tỷ, âm 80 tỷ, trừ đi chi phí bán hàng 200 tỷ nữa là âm khoảng 280 tỷ. Nhưng mà rất may mắn cho Hoàng Anh Gia Lai đó là có một cái khoản lợi nhuận đến từ cái chi phí quản lý doanh nghiệp, không những không mất tiền mà lại còn được cộng vào là lợi nhuận lên đến 1.137 tỷ, khiến cho lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh, thuần từ hoạt động kinh doanh là 860 tỷ. Còn nếu không có cái khoản này ấy, thì Hoàng Anh Gia Lai như vừa chia sẻ ấy, thì nó sẽ âm, đúng không ạ? Âm khoảng gần khoảng 300 tỷ. Đúng không? Âm khoảng 300 tỷ. Điều đó khiến cho lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai đạt 890 tỷ lợi nhuận sau thuế. Và vì sao không phải đóng thuế? Bởi vì công ty này đang lỗ lũy kế, thành ra không cần thiết phải đóng thuế. Tiếp theo, về cái chi phí quản lý doanh nghiệp, tại sao nó lại không những mà âm, không âm mà lại dương, là bởi vì nó được hoàn nhập dự phòng lên với 1.250 tỷ. Thì tức là đây là một cái khoản gọi là ghi nhận vào nhưng nó không có dòng tiền. Về cơ bản giống như là tôi có một cái mảnh đất hay có một cái tài sản đó, vì đó tôi ghi giảm giá trước đó, thì bây giờ tôi ghi ngược lại, tôi bảo ô nó lại tăng giá rồi, thì tôi lại cộng vào kết quả kinh doanh. Thì như vậy có thể thấy rằng kết quả kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai có sự tiến triển rất tốt, khi mà lợi nhuận gộp cũng đã tăng mạnh nhờ heo và chuối. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa đủ bù cái chi phí tài chính và chi phí bán hàng. Thế do đó lợi nhuận 9 tháng đầu năm này nó hoàn toàn dựa vào cái hoàn nhập dự phòng, chứ không phải là đến từ chuối hay đến từ heo đâu ạ.